nghệ sĩ rất là yêu thích, rất là quý trọng rồi. Cảm ơn tấm tâm tình của tất cả bà con cô bác ở đây. Đỡ không, đỡ không? Đỡ vỗ tay lớn lên nè. Rồi, bây giờ là Ngân Tú xin gửi đến đồng chí Mỹ Châu anh chị tấm giùm em một chiếc đoạn cao lương hồ hoảng nha, để tặng tất cả những người tân đương ở đây. Và Ngân Tú sẽ diễn với những người khán giả bất đắc dĩ nhưng mà rất là dễ thương với những người có mặt ở đây. Tôi sẽ biết chiếc đoạn cao lương được mang tên Trọng Thủy và Mỹ Châu. Tránh giữa kìa, tránh giữa không, tránh giữa. Rồi, rồi, rồi. Tôi hôm nữa phải không? Hả? Năm sau hả? Lâu vậy? Tháng sau đi. Rồi, rồi. Cảm ơn em. Rồi. Trời ơi,
bị châu tôi chờ tuổi đó không bây giờ. Rồi cảm ơn rất nhiều nha, cảm ơn rất nhiều. Đã ngọn ngon tốt chưa làm, quý một tôi mà cho tất cả hài lòng nơi đây. Với vợ tường rất là nổi tiếng, thật nữ, dân mẫu, linh kỳ. Hồi nãy sung lắm, mà bây giờ tôi gặp mấy mỹ châu của tôi rụng rời tay chân hết luôn. Đâu